Xin chào các bạn. Đấy, mấy bữa trước thì các bạn vẫn bảo tôi hướng dẫn các bạn cái cách thay dầu và thăm dầu ấy. Thì tôi, bạn nào vì ở trong nghề một vài năm mà đã biết cái này thì thôi nhá, thì cũng xin đừng ấy gì cả. Nhưng mà đây là những bạn mà bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu vào nghề ấy, thì họ yêu cầu làm thì tôi làm. Đấy, làm để cho các bạn ấy tham khảo. Anh em xem và tham khảo nhé. Như tôi làm thì nó cũng riêng cái thay dầu này thì nó là công việc hàng ngày của tôi. Chả có gì ấy cả, nhưng mà nhân tiện đây thì tôi cũng cứ đây là cái con ốc rốn dầu các bạn. Ấy chả chết rồi, hình như tôi lấy nhầm khẩu sao? Thấy là hơi lòng lòng à. Đấy, đây là con ốc rốn dầu. Ốc này là ốc xả đáy này các bạn nhé. Cảm giác nó rộng vậy nhỉ. Ây da, có vấn đề đấy. Tôi đang nghĩ là khẩu đấy tôi đã không để bên này sao nhỉ. Đây, nhặt nhầm thật các bạn. Đây các bạn. Vậy đó. Không sao. Lê vào cái lạnh thì chết. Đó là giống nhất đấy các bạn. Cái thứ này thì bạn nào thật là chịu khó thì mới làm được. Chứ còn những bạn mà ăn mặc bảnh bao mà lái xe thì cũng chưa chắc đã chịu khó chịu gầm để làm những vấn đề này đâu. Căng bạn nhỉ. Đã rồi, đấy. Bay cả búa. Nó khủng ra, ta cứ đạp cho nó phát. Đấy, dầu của con xe này thì nó rơi vào tầm cỡ 18 lít. Các bạn nhìn đi không? Tôi đội đầu cam lên đầu, cái chùi vào đây thành ra là có khả năng nào cái góc nhìn nó hơi hạn chế một tí, thì các bạn chịu khó nhìn tí vậy nhé. Đúng ra thông thường là mình cứ để này nó chảy thôi, nhưng mà lần trước thì tôi không tay, tôi không biết lái xe trước đổ bao nhiêu, nhưng mà mình cứ ở đây mình canh trong trường hợp nó đầy thì là mình ta bảo tránh nó chảy ra sân. Đó, tôi nghĩ là ok, không tràn các bạn, nó chảy vơi đi thế kia là ok đâu, nó sẽ không tràn. Đó, bạn thấy không? Có khả năng là vừa đủ cái xô bạn ạ. ok rồi, không vấn đề gì. Nó sẽ không tràn được. Chỗ này nó giỏ giọt thế này thì có giỏi thì nó chỉ được tầm cỡ 2 lít nữa thôi. Cái miệng xô này là sẽ đủ để đựng 2 lít này. Và nói thêm với các bạn ấy, là riêng về cái thay dầu nhớt máy này đấy, thì là tùy tùy xe các bạn nhé.
nó sẽ đi xe nhà tôi thì tôi hãy chạy tầm 1 vạn cây, 1 vạn cây số tôi mới thay. Đây, còn vấn đề nữa, mỗi một lần thay dầu nhớt máy ấy, thì các bạn nên thay cái lọc này, lọc dầu. Mỗi lần thay thì chúng ta sẽ thay lọc 1 lần. Còn bạn nào mà tiết kiệm hơn thì có thể là chạy 2 lần, 2 lần thay dầu ta thay lọc, nhưng mà nó cũng chả tặng bao nhiêu các bạn, không biết 100.000 cái lọc thôi. Đấy, để cho là an toàn thì cứ mỗi lần thay dầu ta thay 1 lần là ok, vì nó cũng rẻ. Đấy. Cái dụng cụ thay lọc ấy, đây là cái tôi gọi là cái tròng dây, không biết là chỗ các bạn gọi như thế nào, nhưng mà sư phụ tôi ngày xưa, thầy tôi ngày xưa gọi là tròng dây thì tôi vẫn gọi là cái tròng dây. Cái địa điểm này nó hơi vướng ấy, cái sạt xì này ra nè, hơi khó một tí. Cơm này hơi bị chặt các bạn. Chặt thì cũng phải ra. Ra đây. Lần trước là tay bạn ấy to quá, bạn ấy vặn chặt quá. Bạn thực tế là cái lọc này không cần thiết phải vặn chặt đến mức độ này. Rồi, ra rồi. Bạn ấy tay to, bạn vặn chặt quá. Ôi chà, làm mình vặn ra mệt. Ây da. Đó, bây giờ phải lấy cái gì đó hứng dầu vào đã. Tôi sẽ đợi cái trong cái lọc này là cũng ít dầu thôi, nó một chút dầu thôi, nhưng mà để nó vãi ra sân thì nó cũng hơi bẩn. Đó. Tôi sẽ lấy này tôi để dưới, ngâm nó vào chút xíu. Tí dầu thế này thôi các bạn, nhưng mà không hứng thì nó sẽ rất là bẩn.
nay tôi làm cái này thì chắc là nhiều bạn cười tôi lắm đấy. Kiểu cái này mà cũng làm. Rồi là tôi nhớ con số nọc, không biết tôi mua có đúng không đấy. Thậm chí còn bảo là không biết làm không mà làm. Không sao các bạn ạ, kệ đi, chuyện thiên hạ nói là chuyện thiên hạ, mình làm là chuyện mình, không liên quan đến nhau hết. 962 là nó đúng rồi, chuẩn rồi. Đây nhá, thẻ lọc nhé các bạn. Lưu ý này, cái lọc mới mua về này chúng ta phải mua dầu vào. Đấy, cái mua dầu này nó có hai cái tác dụng. Đấy, cái tác dụng thứ nhất ấy, là để cho giảm cái số vòng quay mà máy phải chạy khô. Đấy, cái tác dụng thứ hai ấy, là để cái lượng dầu mà ta đo định lượng bằng thước thăm ấy, khi mà thay dầu ấy nó không bị sai lệch. Đó, thế cho nên là ta sẽ mồi dầu vào đây. Đấy, mồi dầu đây các bạn lưu ý là rót vào, xong đó đợi nó ngấm. Đấy, các bạn thấy không? Rót vào đến miệng rồi này, nó sẽ ngấm ngay. Nó sẽ lún xuống. Ta sẽ đợi nó lún rồi ta dọn tiếp cho nó đầy. Đấy, những cái vấn đề này nó khá là đơn giản, nó không có gì là khó khăn phức tạp cả. Các bạn nào thì lưu ý một chút xíu là được. Đó, các bạn theo rót đầy rồi nó ngấm một con lửa rồi, ta sẽ rót tiếp. Cứ rót thoải mái, đầy thì thôi không vấn đề gì cả. Có nhiều bạn thay dầu thì cũng không có mồi vào lọc. Đấy, thì sau đến lúc mà lắp vào đấy, dầu thăm đủ rồi, nhờ nổ máy lên một cái thì nó bị vơi. Dạ. Vâng, chuẩn luôn. Em làm cái này chủ yếu làm là pin để sửa buổi tối mà. Quá là kỳ dị phải không anh? Xe chú. Xe đảo chú phải cần thế, xe anh bô đít Đức hả? Máy Đức, không phải máy Trung Quốc đâu, bác đừng đùa. Đức sao han đảo chung đảo chứ? Cái này là hôm vừa rồi là bị bục cái ống tiêu này này, là do chạy ngang đường nên là đổ nước máy, là đổ nó mua cái loại nước nó không đúng này. Hai nước mà không đúng thì trộn với nhau thì nó thành axit, nó ăn thủng hết đường ống. Thế là em bữa đấy nước mát thì nó là chung một loại. Không, nước mát nó có hai loại, một loại có thể hòa tan với các loại nước khác, cái loại thứ hai là không thể hòa tan các loại nước khác. Nếu mà mình đang chạy các loại nước theo xe ấy, là nước không hòa tan đấy, mà mình đổ cái loại sai vào một cái thôi thì ngay lập tức nó sẽ hóa axit, nó ăn bục hết các đường ống. Thế cho nên là nếu mà đi ngang đường ấy mà cạn nước mà không mua được cái loại nước mình đang dùng ấy thì tốt nhất đổ nước trắng. Thì phổ thông nó là nước trắng. Xe này em lại toàn chạy nước màu, thế là làm quả nước không đúng phát là đi hết, thủng hết được không? Thôi không sao, những cái vặt vặt đấy sửa được hết. Nhưng mà những nước vào thì chết. Đồng hồ này á? Ôi em đeo quanh năm sửa xe thoải mái, chưa có vấn đề gì cả. Thế cơ. Nhưng mà biết rồi, nhưng mà nó nhớt nó vào. Bác sợ hỏng doang gì? Không có gì đâu. Đồng hồ của em thì lại em lại không sợ. Các bạn lưu ý nhé, bạn này nó chặt ra, nhìn cái giọng cao su này nó bẹp đều ra là được, là ok. Chỉ vậy thôi. Và bây giờ ta sẽ xiết ốc đáy và đổ dốc. Tôi làm thì chỉ chẳng vớ vẩn này thôi, các bạn thông cảm nhé. Xem thông cảm. Thức thăm. Cái các bạn thắc mắc nhiều nhất là cái lần tôi bảo các bạn cách xem
cái kiểm tra xe trước khi vận hành ấy, các bạn thắc mắc nhiều nhất là không nhìn thấy mức nhớt từ đâu đến đâu là đủ. Thứ nhất là cái thước đo này, nếu là đồ nguyên bản theo xe thì các bạn chú ý nó có hai vạch, đây là vạch min và đây là vạch mắc. Dầu nhớt nằm trong khoảng hai vạch này là ok, nhưng khi thay dầu ta lên đổ đến vạch mắc vì chạy trong quá trình chạy nó sẽ hao thì nó sẽ tụt xuống đến khoảng giữa này là vừa. Đấy, khi nào gần chạm cái vạch min này thì chúng ta phải bổ sung. Đó, chúng ta sẽ phải bổ sung đối với những xe mà hao dầu một chút, ví dụ như họ phớt cơ. Đấy, họ phớt cơ hay là máy nó hơi ăn dầu một chút ấy, thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thường xuyên. Đấy, thế còn với những xe không nó không còn cái thước zin nguyên bản nữa thì đây tôi có một cái mẹo như này. Cái thước zin nguyên bản này nó sẽ đo cái lượng dầu bằng cái mép đáy của cái đáy cái te này. Đấy, đây có các bạn có thể hình dung này, đây những cái này nó cắm xuống từ đây đến đây đúng không, để qua cái hình uốn éo lằng nhằng ấy thì là nó theo đúng theo cái đáy của cái lốc máy này. Đấy, theo đúng cái lốc máy này. Đấy thì nếu mà các bạn mà mất cái thước zin nguyên bản, các bạn không biết là dầu đến đâu là đủ thì các bạn mua một cái thước mới về, chúng ta có thể uốn cong theo cái vỏ của cái hình này nhé, uốn cong theo cái vỏ của cái hình này này đó, của cái ống dẫn của các bạn này, sau đó đến cái điểm này bạn uốn bên ngoài đây nhé, đến đúng cái điểm bằng lốc máy này thì bạn lấy cưa sắt chẳng hạn và khớp cho tới một khớp thì đấy nó sẽ là cái mức mắc. Để đến cái điểm trên của cái chỗ bắt ốc này, đấy cái điểm này này, đấy, đây là cái kinh nghiệm của tôi thôi. Về cái đáy cắt te của nó là lơi được nước thì cái này điểm này sẽ bằng đúng miệng trên của đáy cắt te. Đấy, điểm này đúng bằng cái miệng trên của đáy cắt te và các bạn khác một khớp ở đây thì các bạn sẽ biết được cái mức mắc. Đấy, để mà an toàn thì bạn có thể đổ bằng mức mắc, vượt mức mắc lên một chút xíu là ok. Đấy là trong trường hợp mà chúng ta mất thước thăm phải thay thước thăm mới. Đấy, thì các bạn làm như vậy nhé, thì kinh nghiệm của tôi nó là chỉ là như vậy thôi, không có cái gì nó quá đặc sắc. Bụi bặm quá nhỉ. Nhân tiện đây thì tôi cũng giới thiệu các bạn, đây là máy bơm hơi có nước làm mát. Vừa rồi ấy thì có bạn tôi chẳng nhớ bạn ở đâu, bạn đã xem cái clip của anh Quang Phương về thay cái gioăng của cái lắp bê của bơm hơi này này, thì bạn ấy có điện cho tôi và thắc mắc là sao anh Quang Phương lại bảo là thổi gioăng của cái bơm hơi ấy mà lại ảnh hưởng đến két nước. Thì đây tôi xin nói với các bạn là máy bơm hơi này có hai loại, một là làm mát bằng nước và hai là làm mát bằng gió. Đối với các loại làm mát bằng nước thì nó có sẽ ống nước vào và ống nước ra chạy quanh lắp bê là chủ yếu. Đó, chạy quanh lắp bê là chủ yếu. Còn từ lòng xi nhanh hất xuống dưới này sẽ làm mát bằng dầu. Nó đơn giản vậy thôi. Và đây là sinh hàn của xe bạn nhé. Sinh hàn làm mát nhất của xe nó nằm ở đây. Đấy, nó sẽ sinh hàn ngay từ khi mà trước khi vào máy. Từ bơm lên nó sẽ qua sinh hàn luôn. Và cái nước làm mát của cái lắp bê này thông thường nó sẽ được chiết từ đường sinh hàn. Đó, chiết từ đường sinh hàn ra. Đây, các bạn thấy đây, và đây là hồi về. Đó, đơn giản vậy thôi, không có gì phức tạp cả. Ủa, cái phễu của tôi nó bận quá các bạn. Kinh khủng khiếp. Cái phễu này là tôi để ở trong cái xô, nó không may bị nước mưa, trận mưa hôm qua hôm kia nó dội vào, thành ra là nó bị sinh ra cái hiện tượng là nhớt lẫn nước ấy, sang cái màu trắng sữa này, rất là bệnh kinh khủng. Các bạn nào mà mới làm xe thì quan tâm đến cái vấn đề chăm sóc xe đấy, về dầu nhớt đấy thì có thể tham khảo nhé, tham khảo. Còn một câu hỏi các bạn thường hay hỏi nữa là xe này thì đổ nhớt gì?
tôi thì đây là nhớt tôi dùng này. Loại rất là rẻ, các bạn thấy không? Đấy. Rất là rẻ. Đấy, cái chỉ số của nó là 20W/50. Đấy. Chỉ số của nó là 20W/50.